Phật dạy này thiện hiện vì pháp môn giải thoát không chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện! vì pháp môn giải thoát không là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì mười địa bồ tát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì mười địa bồ tát chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì mười địa bồ tát là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì năm loại mắt chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì năm loại mắt chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì năm loại mắt là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì sáu phép thần thông là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vì mười lực Phật chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì 10 lực Phật chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì 10 lực Phật là pháp không thể đạt được, nên chẳng thể đạt được, vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là pháp không thể đạt được, nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.